Chào các bạn. Hôm nay mình đi theo cô Út Bến Tre đi dở dớn nha. Dở dớn ở nhà ngoại của cô Út. Đây là mợ 10. Ú tà 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 tà. Đi ghe nghe quý vị. Dạ dạ, ghe này là ghe gọi là ghe xuồng à. Xuồng mấy lá mợ 10. Ghe này hả? Ghe dạ. Này chở tới 1 tấn mấy mía là 2 tấn 3 mía. Dạ, giờ con leo lên hen. Rồi. Dạ. Để Út Quý leo xuống rồi tới con. Mở đằng này. Dạ dạ dạ. Đó, ui da chú con mà ơi. Đó, đẩy ghe nè. Leo lên lẹ lên mọi người ơi. Đó, thấy chưa? Người phụ nữ xứ giờ nghe quý vị. Đẩy vào đẩy một cái dù luôn á. Đó. Đó. Sông nước khủng khiếp. Đây cho dạ. Hai cháu đi ghe. Dạ. Ủa cái sông này đẹp quá nha. Ở đằng kia là cái này gì? Mà hả, nếu bà đi bồi là mời dẫn tụi con đi xuống dưới vườn dưới á. Là ai bồi mọi người? Ai bồi mọi người? Mở mưa bồi hả? Ơ chú cha mà ơi. Tấm thân nhỏ bé mảnh mai vậy mà bồi luôn. Bồi có khi nào cái gạo nó đè mọi người luôn không? Bồi dưới dằn luôn hả? Vậy là 10 vô địch rồi. Để mơ chị Quý dưới xuống chị bò với 10. Dở đây hả 10? À con nó ấy ở trên kìa. Hôm qua em thấy một thao mà. Vậy là nước cạn mình mới cột lại được hả? Mới sửa lại được cái hả? Có 10 sửa hả? Được. Có dạ. Cái móc không? Dạ. Đổ vô rồi. Thôi té bạc à. Phải vũ vũ vũ. Phải vũ từ trên xuống dưới. Đúng rồi, chính xác. Trời ơi, hôm qua mọi người kéo vậy nè. Rồi 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 phải không? Rồi sao tên ai tự nhiên không có lòng thông ta. Là nó bị vụt rồi. Lèo. Chắc là nó lèo chắc. Tụi con thấy rác vô ghê không? Dạ. Cho lên đừng rơi xuống nữa nghe. Này nước kia nước rộng cho đáo lại nữa. Dạ. Người cột dây rồi. Đâu rồi? Đừng có chạy, đừng có theo nó luôn nghe chú Quý. Không thì tiêu mà. Đâu cột lại bữa sau xuống tiếp. Cái này là cái giớn, cái đáy. Cái đáy ở ngoài sông. Cái đáy bự quá dạ, con mà dạ. Tại vì bây giờ hàng kinh á thì cái nó nhỏ. Giớn dạ. Là nó nhỏ, nó đặt ở trong trong mương nhỏ, mấy cái rạch nhỏ. Có chút đỉnh gọi là không? Cái dạ. Con nhóm chi chi ra quý, nó dằn đâu có gì đâu. Trời ơi, tụi con còn loại xình nè. Con loại xình này mới về nè. Chị Quý cái loại xình này dữ dằn lắm mà Út ơi, mọi người ơi. Sớm ba vô cái bụi. Tên bà đó. Sớm ơi, con tôm nó trẻ cái đùi chị. Trời ơi. Đi bắt tôm đâu mà tôm với xong. Cậu Thi con mò tôm á. Không mà mời. Cái con. Dạ. Cái con bị lúng á mọi người, con loại xình con lúng á. Con bắt được con nào không? Dạ không. Leo thôi chứ bắt gì. Dạ con bắt được nhưng mà con không bắt. Cậu Thi. Thi mà. Trời. Cá đồng tôm hả, chui vô áo luôn. Con nó quá tự luôn. Đâu được vài trăm gram gọi là không? Đó cũng vậy bạch đó. Thôi ơi vậy mà. Mà nó đứt một bên rồi nó còn vậy hả? Ừ. Này chắc mở rổ là nước cạn không á. Dạ vậy nó đứt không? Quá chừng cái vừa vừa luôn. Phải vừa vừa bự vừa não chặt hai cháu uống nước rồi ha. Trời ơi trên cây mà mùi quá chừng kìa. Tôi lo gì mới nữa. Nó không gì chắc bạc không? Bự à, không xuống nắm bằng qua rồi. Bằng qua một lỗ rồi. Bằng qua là xuống rồi. Đổ rồi. Rồi. Ngày nào mình cũng đổ vậy hả mọi người? Chứ sao hôm qua nước cạn mà tưởng là không có. Ê nhà ra trời có nó tiếc khó biết luôn. Trời ơi. Phải biết mình kiên quý. Rồi, vừa rác ra. Ô có còn rẹm.
Ừ, có con cá bán trứng. Em có cái gì? Không sao hả? Cái bảy cá trứng nữa. Chút phải móc lên cột lại. Cái vật đất không à. Là cái còn cái giếng trong kia của ai à? Mời. Đó, cái giếng của mợ mình riêng cái nữa. Dạ, mình cạn vậy đó hả? Cạn vậy chứ có không ta? Chắc có, mấy cái ảnh đỉnh gờ là nữa. Không có. Mà mời, mấy con cá này xám xám còn gì mà mời? Đâu này, con này cá mất mít nè. Ôi ôi, cái gì nó phụ phụ mang lên vậy? Cá mất mít đó rồi. Cá này, cá này ăn chết. Ăn chết hả? Ăn chết rồi, tiêu diệt cái gì mà mời? Ăn chết. Mình kêu nó tiêu diệt thôi, bây giờ cứ xong. Giết tội quá. Có tép bạc ngon. Quý, quý, cảm ơn quý. Thôi dữ lắm rồi. Ôi ôi quá. Bữa nay không 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 có được nhiều hơn tại vì bị đứt hết một bên nha quý vị. Dạ. Nước rồng nó chảy xiết quá. Nay nước sát á, người ta đi mò nhiều lắm mọi người. Ơi, nãy không chịu lấy cái rổ cho nó hên, lấy cái xô. Không có. Nó hồi qua cái rổ nó có đưa vô đâu chưa? Chưa luôn. Nè lộ luôn đi, quay ơi. Trời ơi, chỉ xạo đó mà mời ơi. Không, con nói chỉ xạo. Ở đâu quý chứ, quý không biết đổ đâu. Dạ dối. Ồ, nó kêu nguyên cái mương dài sọc luôn ha. Cái này mương có mỡ luôn nè. Dạ. Đây, không có, mở dây trước đi. Dây này, dây dưới đây, dây dưới này. Ờ, ừ, đó. Mở từ từ ra. Hả khó mở còn gịch cái cây vô. Gịch cái cây đó vô. Phải có cái dây đoạn vũ 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 nữa nha. Vũ 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 cho tép nó xuống á. Vũ ở trên xuống. Có. Thấy có tép bạc nhảy kìa. Ồ, quá chừng luôn nha. Đó vũ xuống. Ồ, tép bạc nhóc luôn kìa. Ở nó nhiều hơn ở cái ngoài nữa mọi người. Mọi người biết sao không? Tại ngoài nó bị đứt. Hồi trưa nó cạn. Dạ. Trưa nó cạn nó chết nè. Cạn quá có tép chết kìa. Bữa nay nước sát dữ lắm. Đó con mở ra lúc đó thì mở lúc nữa ra luôn. Đây rồi lận cái nó ra, lận ra bự chút nữa. Lận cái lỗ á cho nó bự ra. Đây là kéo cái mí nó ra khỏi mới nói. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, quý quá rành. Rồi đem thùng xe lại đi. Con có chạy đâu ngược lên đâu á. Được chưa? Đó. Cũng bọn nè. Điều nó chết ra ngủ ha. Tại nước cạn quá. Mấy bữa nay sổ khóng qua nè, sổ khóng quá chừng. Hèn chi. Bây giờ chiều nay mợ phải ra kéo con cái ấy lại. Dạ, kéo lại đặng để ngày mơi mình ấy nữa phải không? Ồ mà chút nữa kéo chứ để đủ kia vô càng. Nhưng không mợ mười kéo lại luôn đi. Càng khách đặng chút nữa mười. Còn cái nào nữa không mọi người? Còn cái bển nữa. Giờ mình đi bộ qua ha bây giờ. Dạ dạ. Để quý nó cột xong nó bắt đầu mình đẩy ghe mình lên bờ. Dạ. Còn rồi bỏ chị luôn bác. Đứng cái vững nhà để té. Dạ. Rồi bỏ chị quý ở đó luôn. Cũng lên. Coi mọi người là bay như chim nè. Trời ơi, con ơi. Dạ. À, mai mốt gì các bạn sẽ được xem mợ mười bồi bùng nha. Sao? Bồi bùng là con chuyện của đàn ông. Okay. Đi bồi đó con quay cái đó lên giá. Dạ. Rồi lên đi nhóc, lên đi con. Rửa rác ra đây, đưa đây đem quay. Coi chừng con tép nó bay ra nghe. Giữ nước. Ờ chồng coi có tép không? Quá tờ luôn á cô hai ơi. Đây. Cũng bộn ha. Bộn heo mọi người có mấy con nó chết. Chút nữa mình rửa cho thịt. Dạ. Nó lên nó nổi tép. Mặt non á. Rồi quý lên lên đi. Mọi người kéo chỉ lên với con biết là chị Lê không nổi rồi đó. Lên mạnh lên. Tại vì cái này nó dốc quá.
Rồi mình đổ hai cái luôn vậy đó hả? Trời ơi xa xa có đàn vịt. Vịt này mà ốc thao ha. À, còn đó nữa không? Đứng xuống à, đứng kỹ con bợ ừ, con bợ vậy á, xuống 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 ta. Đó, à, quá trời luôn các bạn ơi. Có. Quá chừng. Bây giờ được tôm càng chân quý hả ta? Cái này chắc hiếm lắm rồi. Vô đây gãi càng. Vô lắm. Tại ở đây cái mương này ứ cái hả yêu cầu là thịt thuốc dừa. Dạ. Tôm chết rồi. Thôi ôi. Giải tứ lung tung luôn vậy trời. Ê chuyện chạy ngược coi. Không có. Rồi con mở dây đi. Trời ơi. Cái mương có chút xíu à. Vậy là một hồi vô quý phải nhờ phải vũ cái ống trên nha quý. Hút trên nha. Để nó chạy ngược lại rồi phải không? Con bọc cũng mở hai vòng mở ra xong rồi nắm lại cái nắm đầu trên kia vũ xuống. Đầu kia vũ xuống. Con có kinh nghiệm rồi, để con từng dở. Mình đã hướng dẫn Út rồi. Đem con xuống ở đây đem cái ấy xuống chút này. Rồi khoan vũ ở trên. Vũ nắm một đầu ở trên này vũ. Con nắm cái mía đó. Vũ xuống để sợ té nó chạy ngược lại. Đó, ngược lại. Thấy chưa? Thấy không? Đó, dở lên té cái búa rồi 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 rồi. Nó chạy ngược nó không? Hết rồi. Rồi đỡ cái ra đi. Rồi nắm ở dưới đi, nắm ở dưới đi. Đó. Ủa, tết bạc. Có mở họng chưa? Mới rồi. Không có mở họng mà chưa hé nó ra. Chưa có khui nó ra phải không? Ừ. Con nông nó ra. Ừ, đó. Đây chắc đủ nè. À, quên nữa, cái đu đá nãy quý là bệnh cột kỹ không ta? Rồi. Trời ơi, chỉ cột, chỉ không cột thôi, chỉ cột rồi là khỏi mở luôn chứ định. Ra hết chưa chị? Còn sắp lên con. Rồi. Rồi cột lại, cột cái đú lại. Đưa cái xô chuyền lên đây. Trời ơi, có nửa ký á. Trăm mười. Ủi ngon à. Kẹp ha. Nhưng mà bún chưa có nha. Khỏi bún. Mình cuốn như vậy đó. Lên cái tụi con lựa cái này đi. Tụi con lột ra. Đỡ quý. Theo không? Xem kéo quý. Ừ, mang ớt rừng. Ớt chim mẻ qua á. Xem đi có tay cầm thùng tay hết. Nè các bạn. Đó. Mình đi đổi ba cái. Cái này có mấy trăm mười. Này cũng được rạp. Đặc biệt có một em gẹm nha. Rẻ không bỏ đó hỏi kẹp mấy tép sức đỏ hết. Em này anh đi chơi nghiêu nga xong đi phát hiện rồi. Ớt luôn quý vị. Thái về ớt Việt Nam chim mẻ chấm nước mắm luôn. Cái này ớt chim mẻ. Ớt chim mẻ, của nó ớt chim mẻ đó. Thì xương chim nó đi ỉa nó bay dọc đường ỉa lung tung một cái ớt gọi là ớt chim mẻ. Giống như ớt rừng vậy đó, nó mọc dễ mọc hết mọi người. Cái này hả chim nó cho mình bờ nào mình ăn bờ đó. À. Có bồi luôn. Hết luôn. Hết rồi. Rồi được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xuống xuồng đi về. Rồi đi. Lột. Cái bắp này ăn được không mọi người? Cái này là bắp này để cho nó ra cùi lên nó chim bích. À bắp chuối già không có ăn được hả mọi người? Dạ dạ. Chứ chú xiên. Dạ rồi dục cái bịch đi chị. Không bỏ góc. Ba
đây bị rách. Ui chứ sao mà cháu bị đứt kìa. Cô hai cũng liệu nữa các bạn. Liệu không có đứa bậy gì. Nhiều người liệu đứa bậy dữ lắm nha. Nó bị nước chảy quá nó nứt cái này. Ồ. Sao bạn? Đó mọi người sửa đi con chèo ghe cho chú khác. Chèo mà không dính được gì đó, đâu chèo chứ thế không? Trời ơi, em chèo ra đi mọi người. Bây giờ con chèo nó đi cho bỏ đấy. Dạ, dạ. Dạ đưa. Chèo đưa. Dạ con á, con mà con nhỏ mà con chèo á là con mới nổi tiếng á nè, con chèo đi con. Sao nó không chèo mọi người, giờ con chèo đi đâu? Đây, bơi đây, bơi đây, bơi đưa bỏ bơi cho. Dạ không? Dạ, bơi đưa bỏ bơi cho. Thấy mọi người không mấy bạn? Có chút xíu rồi. Người nhỏ nhỏ con chứ làm là gì lắm. Nhỏ con mà có bỏ mấy bạn. Mẹ con có đi được vậy. Cột vô mà mời. Vột hay gì? Đó, bây giờ mọi người sẽ treo ghe về và bến. Bao nhiêu cô hai? Bao nhiêu cộng? Cái cộng như vậy đó các bạn. Ngày được hai bó đó là con mơ. Con tính ra là hai bó được 7 ký thô là cũng mấy ngàn. Rồi nghe, nghe nha, 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 này thỏ cái không á? Thỏ cái không hả mọi người? Thỏ cái, hai con thỏ này thỏ, nó đẻ ra này hai thỏ này thỏ đực. Có giống hả? Bạn. Trời ơi, tôi kìa thấy thương vậy không? Quý muốn mua ẩm con nhỏ về nhẹ dễ ẩm quý. Biết ẩm không đó? Ừ, phải xách thỏ, phải xách lỗ tai. Nó còn xách lỗ tai có ở dưới con nơ cho tôi cái mà ơi, thấy thương quá. Quay mặt lại. Thỏ này là của mờ mờ nha quý vị. Thỏ này của tôi. Thỏ của mờ mờ. Của tôi. Trời ơi, dễ thương. Đây nó có mắt đỏ hả mọi người? Nhầm con thấy có mắt đỏ nữa. Không. Coi cái mấy con trắng nó mới thỏ ngọc. Thả nó vô trong đi cho nó nghỉ ngơi đi chị. Mấy con trắng mới thỏ ngọc. Đặt trước cho. Chị khoái bồng gì bồng miết đó nè. Đây thỏ con nè, mấy ngày. Bốn con. Mấy ngày tuổi mọi người? Không, họ trên nay chắc cũng cỡ nửa tháng rồi. Đừng đừng quý. Đừng. Cái chọc nó nhỏ đi. Trời ơi, đụng nó lung tung nó từng lắm. Ôi coi nè. Thấy kìa nghe. Rồi thả em. Đây, mọi người có nuôi bò luôn. Con bò có nhiều sái vậy. Bò Thái hả? Bò Thái. Mọi người cái bò bắt bình thường. Mọi người cái thứ gì mà muốn chơi trời ơi. Ôi trời ơi, con bò này đá cái ghê không nè. Trời nó có sái nè, sái nè, quá thì sái ngựa luôn. Vậy hả? Con này đi rất là. Bò Thái hả? Mọi người nuôi chung với bò Việt hả? Bò Thái cho nó lai hay gì? Bò thường. Mà không biết ăn được hai cái hay sao mà. Này có ai mua? Ủa sao bảo bò của mình bự lắm mà sao vậy anh hai đưa còn chút xíu à? Dạ biết, mình không cho ăn đó. Sao nó vô mắt gì nó kẹp. Nhiều quá. Đó. Nó thơm quá. Nó thơm quá. Nay không có cá bóng. Nay không có lòng con. Có mà có lòng đâu. Có mà. Dạ đây đây gì mẹ? Đi thấy đâu sống. Trời ơi, quất tái gì nhân. Trời ơi. Ơi. Dạ, thấy rồi. Rồi cái xinh xê luôn. Trời ơi. Cái này rau gì không rồi? Cái này hả? Rau không hả? Không có. Rau gì ta? Ừ. Thấy gì không quý? Cái rau này rau gì quên này ta? Con cũng nhớ mà giờ cũng quên luôn. Tự nhiên quên cả. Đúng rồi. Ở nhà mình trồng. Cái này giống như là nhà trong quảng cáo Double Min Hương Hoạt Hà phải không? Đúng rồi, thì em thấy cái lá Hoạt Hà đó. Cái mở đâu trồng được đâu. Cúc lưỡi nó động đem về nè. Cúc lưỡi không muốn lưỡi qua này. Nói chung là nó có cái chữ lưỡi đó các bạn. Súng lưỡi. Dạ súng lưỡi à. Này rặt rau vậy khen nó dạ. Đây là cậu Mười á. Cậu Mười cái người mà làm cái chòi nhỏ nhỏ xinh xinh cho chị Quý quý vị. Đó, ổng làm cái chòi xong ổng bệnh giờ ổng nằm toàn ten nằm giống.
là lá chầm. Lá chầm lục nhà hồi xưa của người miền Tây á mấy bạn. Đó. Cái chuốt bán cộng luôn. Đó, chuốt bán cộng 7.000 một ký phải không mọi người? 7.000 ký. Dạ. Nó cái lá nó như vậy nè mấy bạn. Vuốt cái cọng nó ra. Vuốt cái cọng nó ra mà 7.000 một ký. Vuốt ra cọng là đem đi phơi như vậy nè. Vuốt ra đi phơi. 7.000 một ký. Vất vả quá. Trời ơi, vậy là vất vả lắm đó mọi người. Đi đốn lá về cái chuốt ra rồi phơi khô 7.000 một ký cộng như vậy đây. Trời. Này nó làm con cái miền trên á. Bên đây chín lá cây. Rồi thấy đi con. Mình về rồi phóng xuống đây chịu ý đỡ. Không tự bỏ bốn. Mày ôm nhảy cái đồng luôn nội rồi. Nghe không nha. Đó, con kéo thằng lớn cái gì. Mấy bạn sợ chưa chứ tôi sợ nó rồi đó. Trời ơi, cái tay nó cầm cái ớt luôn rồi. Chị ấy nó giòn kìa. Ôi, y như cầm cái thuốc luôn rồi á. Ăn đi. Nó mất cỡ rồi nó ăn rồi. Hồi nãy có em. Đây gọi là hấp tép, tép tự ra nước. Nó vô lên cho mọi người đi, đặng thành rửa. Bỏ cái đùm ra thôi nha mọi người. Để cho chú cứ bỏ cho. Mọi người làm gì làm đi. Nó lên cho nè. Nãy vậy hả chú ý? Bây giờ nó chảy ra chú ý. Ôi, đây là cách luộc tép mà mới nhất của chị Quý nghe quý vị. Cái bữa rồi rang chứ phải luộc. Hấp. Hấp tép, tép tự ra nước nó mất cho nó đừng có bị mất chất ngọt đó cưng. Hấp trên chảo. Đó nó nhảy cái lung tung vậy đó. Okay. Chín vàng hực luôn rồi quý vị. Đó, nó teo lại bảo. Giờ nó chín rồi chị Quý. Nè, con này nãy nó bự cái nào mà giờ nó lại nhiều. Cái nhỏ được nghiệp á. Nè, xếp này nhỏ nè. Đó. Bởi vậy ta nói đẹp trai sướng vậy đó. Đây để mẹ cuốn cho. Thấy chưa? Coi là mẫu cái cái đầu này. Mọi người con cũng không biết cuốn đâu. Dạ, cảm ơn mọi người. Nó xinh gái cũng được. Dễ thương cũng đỡ. Nói với chị Quý không quý vị tự cuốn. Rồi tự tốt luôn đi. Dạ. Sao mọi người không chắc ha? Rồi mọi người bắt đi cân heo rồi mấy bạn ơi. Rồi Giang Sơn này là của ba. Ba tụi con trước đây. Dạ, mọi người vô sao ha. Con lửa tép bự con chừa cho mọi người nha. Nhớ chừa nha chị Quý. Dạ. Tự nhiên rồi, đáng lại tự nhiên hết rồi. Ngon lắm. Tép tươi luôn. Cái này nếu mà mình chấm nước mắm thì nó ấy hơn. Nhưng mà tại vì cái này là nấu hứng mấy bạn. Định đổ. Nè, cái này cũng một con. Tiêu con tép này nè. Xong cái con này. Dạ, ăn gì? Đang trộn cái buồn á. Xong ta cắt ra phải không? Cái ẩm nhát rồi. Hot boy của đồng tôi nè quý vị. Nghe cả. Nghe mất cỡ quá hả? Có gì chưa bảo? Có bạn gái chưa? Chưa hả? Ừ. Có bạn gái nào thích con chưa? Chưa, để cô Như giới thiệu cho con nha. Chưa không? Không. Cô Như có mấy đứa cháu xinh gái dễ thương lắm á. Không chịu hả? Trời ơi, người ta mới lớp 1, lớp 2 người ta yêu đương tùm lum rồi kìa. Ủa nhát quá. Hết cả. Nó chơi game không mà chứ đâu có làm này.